Đợi ngày trở về. Thưa tiểu thư, hôm nay ông bà chủ sẽ mở bữa tiệc khoản đãi khách quý. Mời tiểu thư nhanh chóng trang điểm thật xinh đẹp lộng lẫy để ra mắt ạ. Lại là một bữa tiệc ra mắt ta không thích chút nào. Sao cha mẹ cứ bắt ép ta? Họ biết trái tim ta đã dành cho người khác rồi. Chàng sẽ rất buồn khi biết tin này. Chén này con xin kính mời hai bác. Hy vọng rằng con sớm được về làm rể của hai bác. Còn chén này mời nàng uống cùng ta. Chẳng bao lâu nữa chúng ta đã về một nhà rồi. Kìa, con hãy nhận lấy tấm thịnh tình của ngài ấy đi. Cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng tôi không thể lấy ngài được. Như thế này là sao? Con nói thế là sao? Con vẫn muốn lấy tên nghèo kiết xác đó. Con xin lỗi cha mẹ, nhưng con không thể lấy người mà con không yêu. Con cái bất hiếu, nuôi nó lớn bằng từng này mà nó dám cãi lại cha mẹ như vậy sao? Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi. Không sao đâu hai bác. Cô ấy còn trẻ, nông nổi bồng bột, chạy theo tình yêu phù phiếm là chuyện đương nhiên. Tôi tin cô ấy sẽ phải nghĩ lại. Con kính chào hai bác. Con đến đây để xin hai bác được cưới cô ấy về làm vợ. Anh muốn hỏi cưới con gái ta? Ta không bao giờ gả con gái cho một kẻ nghèo hèn. Cha, anh ấy có gì không tốt? Anh ấy chăm chỉ, thật thà, tốt bụng và yêu thương con. Con si mê đến mù quáng rồi. Nếu con chấp nhận chịu sống trong cảnh cơ cực nghèo khổ đến suốt đời thì hãy lấy nó đi, lúc ấy mới sáng mắt ra. Con tin con sẽ hạnh phúc, thưa cha, con sẽ lấy anh ấy. Con sẵn sàng chấp nhận? Vâng, con muốn sống vì tình yêu chứ không cần những thứ vật chất xa hoa. Được, hãy làm những gì con muốn, nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó là con rể ta. Hãy đi khỏi đây ngay, ta không muốn nhìn thấy con nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi thật xa để làm ăn sinh sống, không ai biết chúng ta cả. Vâng. Dạo này nàng gầy quá, từ một tiểu thư khuê các, nàng đã thành một người phụ nữ lam lũ rồi. Ta xin lỗi vì đã để nàng phải cực khổ. Được sống cạnh chàng là niềm hạnh phúc nhất của thiếp rồi. Nàng nói thế, ta càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Không được, có lẽ ta phải đi làm ăn xa một chuyến. Chàng định đi đâu? Bỏ lại thiếp một mình ở nhà sao? Ta cũng đâu muốn như vậy, nhưng cứ sống thế này thì khổ quá. Mấy ngày sau, ta sẽ đi làm ăn xa một thời gian. Ta quyết tâm đem lại cho nàng cuộc sống đầy đủ. Một năm sau ta sẽ trở lại, hãy đợi ta. Chàng đi cẩn thận, nhanh chóng trở về với thiếp nhé. Người con gái ở nhà dệt vải, trồng rau, nuôi trong mình niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt chàng sẽ trở về. Một năm, hai năm, rồi ba năm, thời gian cứ đằng đẵng trôi đi. Nàng vẫn không nhận được tin tức của chồng. Nỗi nhớ nhung cùng niềm mong mỏi làm nàng ngày càng trở nên xơ xác, héo hon. Tình yêu, niềm tin vào người chồng thật thà, tốt bụng khiến nàng quyết định đi tìm chàng với ước mong về một ngày mai đoàn tụ. Nàng đeo tai nải ra đi, đi đến đâu cũng hỏi về tung tích người chồng yêu quý. Nhưng tình yêu, niềm tin và hy vọng của nàng cuối cùng chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu, xua tay. Công việc của mẹ.
rồi? Thảo dậy rồi hả con? Mẹ vừa ra chợ bán mớ cá sáng nay đánh được. Đi muộn sợ nó chết mất. Sao mẹ không gọi con dậy? Ngày mai mẹ cho con đi ra chợ bán cá với mẹ nhé. Ừ, được rồi. Ngày mai mẹ sẽ gọi con đi cùng. Ôi, thích quá. 13 năm sau. Ôi, nhà Hà đẹp thật đấy. Trông cứ như là tòa lâu đài trong chuyện cổ tích ấy. Chả bù cho nhà mình. Thảo ơi, Mai ơi, lại đây. Đây là mẹ mình. Con giới thiệu với mẹ, đây là tụi bạn thân của con. Cảm ơn các cháu đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Các cháu cứ tự nhiên nhé. Cô đi chào hỏi khách một lát. Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Ôi, mẹ Hà trông thật quý phái làm sao. Mình còn ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm từ cô ấy nữa. Mẹ Hà thì sang trọng, mùi nước hoa sực nức. Trong khi mẹ mình thì... Mẹ, mẹ ơi, Thảo đây à. Sao về muộn thế? Mệt không con? Con không mệt. Hôm nay vui lắm mẹ. Quái, cái mùi gì mà tanh thế hả mẹ? Trời ơi, con đã bảo mẹ bao nhiêu lần. Về nhà mẹ cởi ngay cái áo bán cá này ra. Tanh đến lợm cả cổ lên được. Cả vảy cá lẫn máu còn dính vào áo đây này. Ừ, mẹ bận quá nên quên mất. Để mẹ vào trong thay. Thảo, mẹ đây. Ai vậy Thảo? Nhìn như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy nhỉ? À, mình không biết. Chắc họ gọi nhầm. Để mình ra hỏi xem. Mấy bạn vào lớp trước đi nhé. Mẹ làm gì thế? Sao mẹ lại ở đây? À, bác ba lên thăm con gái. Tiện thể mẹ lên cùng xem con sống thế nào. Con vẫn khỏe chứ? Sao mẹ không điện thoại cho con? Mà sao mẹ lại mặc bộ quần áo này? Ám cả mùi cá vào, tanh quá. Thôi, mẹ về đi. Con phải vào lớp rồi. Mẹ lên mà không báo con trước để con sắp xếp. Để lần sau con dẫn mẹ vào phòng trọ vậy. Mẹ về đi không nắng. Ừ, con vào học đi. Mẹ đứng đây đợi bác ba. Trời ơi, mùi phân gà hôi quá. Hôm nay cô đắt hàng không? Cũng còn một vài con gà nhỏ thôi chị ạ. Mà không bảo con cô đi cùng. Hồi nhỏ nó cũng hay theo sau cô đi bán gà vịt mà. Cho nó đi phụ giúp cho đỡ mệt. Chứ một mình cắp hai lồng đi có phải khổ không? Giờ có cho tiền, nó cũng không bám theo em đi bán gà nữa đâu chị ạ. Sao vậy? Giờ nó lớn rồi, hình như nó ngại với bạn bè vì mẹ nó bán gà ngoài chợ hay sao ấy chị ạ. Nhưng giờ không bán gà thì em biết làm gì để nuôi con. Chẳng biết đến lúc nào thì con nó mới hiểu cho nỗi khổ của em đây. Vậy sao cô không tìm việc khác mà làm? Bán gà thế này không chỉ hôi mà còn vất vả nữa. Giờ xã hội thay đổi, muốn tìm được việc thì phải có bằng cấp. Em chỉ có mỗi nghề bán gà thôi. Giờ không bán gà thì biết lấy tiền đâu ra cho con ăn hả chị? Tốt nhất là phải nói chuyện với nó. Nghề nào giúp ích cho gia đình, cho xã hội đều là nghề cao quý cả. Nghề ba mẹ càng vất vả, cực nhọc thì sự hy sinh của ba mẹ để nuôi con mình khôn lớn càng lớn lao hơn. Biết là vậy, nhưng con em nó không nghĩ được như vậy. Hơn nữa, con cái có biết yêu thương và tôn trọng ba mẹ, mọi người cũng mới tôn trọng chính đứa con đó chứ. Mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Ơ, con bé này, về cũng không bảo mẹ, lại còn ra đây ngồi bán cá nữa. Con không sợ tanh nữa sao? Không mẹ, từ giờ mỗi lần được nghỉ, con lại về cùng mẹ đi chợ bán cá, mẹ nhé. Ai mua cá đi, cá tươi, cá ngon đây. Ai mua cá đi, cá tươi, cá ngon đây. Con rắn tốt bụng. Thank you.
Các con cẩn thận, có rắn đó. Bạn đừng sợ, tôi có làm gì đâu chứ. Ngươi định lừa ta sao? Còn lâu nhé. Loài rắn các ngươi là chúa độc ác, đã giết hại bao nhiêu loài, lại còn giả vờ tử tế nữa sao? Tôi thật sự không có ý đó mà. Các con về thôi, hãy tránh xa loài rắn độc ác đó ra. Tớ nghe nói khu rừng chúng ta mới xuất hiện một con rắn, trông nó vô cùng hung dữ. Thật vậy sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Rồi chúng sẽ lại hoành hành khu rừng. Đã từ lâu rồi, loài rắn không còn xuất hiện ở đây nữa. Chúng ta đang được yên ổn, vậy mà giờ lại xuất hiện nữa là sao? Các bạn đừng lo. Các bạn thỏ chạy đi đâu thế? Cà rốt này. Chào các bạn, chạy thôi, rắn tới đó. Đồ rắn độc ác, ném hắn đi anh em. Tại sao họ lại đối xử với mình thế chứ? Mình có làm gì nên tội đâu. Còn sao thế này? Trời ơi, cây cầu bị gãy rồi, làm thế nào bây giờ đây? May quá, cuối cùng thì cũng tạnh mưa rồi. Mình phải tranh thủ đi kiếm đồ ăn mới được. Nhà chẳng còn gì ăn cả. Này chị gà, chị sao thế? Gà út của tôi bị thương, tôi cần phải đưa nó tới bác sĩ gấu bây giờ. Mà cây cầu qua suối lại bị gãy rồi, con tôi biết phải làm sao đây? Khổ thân gà con, chết thật, cây cầu lại gãy vào đúng lúc này cơ chứ. Nếu tôi không sang được bờ suối bên kia thì cũng chết đói mất thôi. Ôi, cây cầu gãy rồi sao? Vậy thì sao qua suối được đây? Cây cầu bị gãy rồi mà tính mạng của gà con lại đang gặp nguy hiểm. Mọi người cũng cần phải qua suối nữa. Hay là... Tiếng gì thế nhỉ? Ôi, gì thế kia? Là rắn đó chị gà ơi. Mọi người, xin mọi người hãy nghe tôi nói. Không, không, mi đừng tiến lại đây. Tôi biết mọi người sợ hãi xa lánh tôi, nhưng xin hãy tin tôi một lần. Cây cầu đã gãy rồi, mà tôi có thể giúp mọi người. Giúp ư? Giúp bằng cách nào? Chị gà, đừng tin lời hắn chứ. Tôi có thể chết, nhưng con tôi thì không thể. Cậu có thể giúp chúng tôi bằng cách nào? Con suối này khá hẹp, mà người tôi lại dài. Tôi có thể bắt ngang qua dòng suối, làm cây cầu giúp mọi người đi qua. Liệu có thể không? Tôi nghĩ trước khi chúng ta xây dựng lại được cây cầu, đây là cách khả thi nhất rồi. Nhanh lên, vì gà út chúng ta không thể chậm trễ được. Nào mọi người, hãy qua suối thôi. Mọi người hãy qua cầu đi nào. Ôi da, xót quá. Sao mọi người lại tới đây? Mọi người không sợ tôi nữa sao? Cảm ơn cậu, may nhờ có cậu mà con tôi được cứu sống kịp thời. Cũng may nhờ có cậu mà chúng tôi qua suối tìm đồ ăn được, nếu không thì chết đói mất. Cảm ơn cậu nha. Ồ, có gì đâu, việc tôi có thể làm thì tôi làm thôi. Ôi, cậu còn bị thương nữa kìa. Cậu đã hy sinh thân mình, bị thương để cứu chúng tôi. Vậy mà chúng tôi cứ tưởng loài rắn các cậu ai cũng độc ác như vậy. Chúng tôi xin lỗi nha. Mọi người hiểu được vậy thì tốt quá. Khu rừng này là nhà của chúng ta. Giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Chúng ta phải đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau nhé. Đồng ý. Quan tâm hơi nhiều. Ông cho, cháu ăn đi. Cháu xin ông. Ai mua nước không? Ai mua nước nào? Cô bán cho tôi một chai. Mua cho thằng bé chai nước, ăn xong chiếc bánh chắc nó khát nước lắm.
Vâng. Cháu uống nước đi cho đỡ khát. Cháu xin ạ. Cháu cảm ơn ông bà lắm ạ. Sao cháu lại bỏ nhà đi? Sao ông biết cháu bỏ nhà đi? Nhìn bộ đồng phục học sinh lấm lem của cháu và chiếc ba lô to đùng sau lưng cháu là ông đoán ra thôi. Để ông đoán nha. Cháu vừa bỏ nhà đi được khoảng 3 ngày. Cháu đã tiêu sạch số tiền dành dụm được. Sao ông đoán tài vậy ạ? Đúng là thế thật cả. Thôi, thế là đủ rồi. Giờ thì cháu về nhà với bố mẹ đi thôi. Cháu không về nhà đâu ông ơi. Ba mẹ cháu bảo đã đầu tư hết tâm sức vào cháu, nên cháu không đổi trường chuyên thì đừng về nhà nữa. Cháu cảm ơn ông bà đã cho cháu đồ ăn và nước uống. Giờ cháu phải đi đây ạ. Khoan đã nào. Cháu nghĩ ông quan tâm quá nhiều rồi. Cháu có về nhà hay không không phải việc của ông đâu ạ. Bà nè, thế buổi tối cậu nhóc ấy ngủ ở đâu nhỉ? Chắc là ở một chiếc ghế đá nào đó. Không được, như vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Làm điều xấu thì nguy hiểm lắm. Cậu nhóc mới mấy tuổi đầu, nó chưa lường hết được mọi chuyện đâu. Bà ngồi đây một lát chờ tôi. Tôi phải đi tìm cậu nhóc ấy, khuyên nó về nhà. Cháu đã nói ông mặc kệ cháu mà. Cháu tự lo cho mình được. Đây ông xem, cháu biết thổi harmonica và tự kiếm tiền được. Cháu không cần ai lo cho mình cả. Cháu giỏi lắm. Cháu không cần ai lo cho mình cả. Nhưng cháu không về nhà thì ai lo cho ba mẹ cháu? Ba mẹ cháu là người lớn mà ông. Ba mẹ cháu sẽ ổn cả thôi. Thôi được, bây giờ ông nhờ cháu một việc thôi. Cháu gọi về cho ba mẹ cháu. Cháu chỉ cần hỏi họ có ổn không. Rồi sau đó cháu thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Ông sẽ không làm phiền cháu nữa. Nhưng cháu chỉ gọi một cuộc thôi đấy. Không ai nhấc máy cả ông ạ. Alo. Ba ạ, con Minh đây ạ. Minh hả con? Con đang ở đâu? Sao con không về nhà? Mẹ con lo cho con lắm. Mẹ chẳng chịu ăn gì cả. Đang phải truyền nước mấy hôm nay. Minh, con còn ở đó không? Sao con không nói gì? Con đừng cúp máy nha. Anh, cho em nói chuyện với con. Minh ơi, con có nghe mẹ nói gì không con? Mẹ, sao mẹ không ăn? Nghĩ đến cảnh con đang bơ vơ, con không có gì ăn, thì làm sao mà mẹ ăn cho đành? Con về với mẹ đi. Vâng, vâng, con về đây mẹ ạ. Cháu phải về đây ông ạ. Cháu cảm ơn ông. Bà đợi tôi lâu lắm phải không? Không sao đâu ông ạ. Ông có gặp được cậu bé không? Có, cậu nhóc đã về nhà rồi. Tôi xin lỗi vì chúng mình không kịp xem vở kịch bà yêu thích rồi. Chỉ vì tôi quan tâm chuyện thiên hạ hơi nhiều rồi, phải không bà? Không đâu, đó là việc nên làm mà ông. Ông làm gì tôi cũng ủng hộ cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.